Vâng, chào toàn thể các anh em đam mê săn bẫy Shop bên em nay lại giới thiệu tới các bác cái mẫu cạm 9cm dùng để bẫy những con thú nhỏ Ví dụ như con chuột, này, con sóc, này, con cỏ, con vạc Và hình thức ra cạm, cách thức ra cạm để cho các bác mới chơi tham khảo Đây, đây là cái cạm 9cm nhà em này Đang bán ở trên thị trường này Cạm thì chất liệu, cạm là được làm bằng thép và đã được phủ một cái lớp dầu bóng để chống cái tình trạng khi mà các bác mang cái cạm ra ngoài đồng các bác bẫy thì là cạm nó sẽ bị han và nó gãy cái cạm của bác. còn cách thức ra cạm cho các bác mới chơi tham khảo này, cái cạm này thì nó rất chi là nhẹ vì nó để dùng bẫy những cái con thú nhỏ. thì ở bên cạnh đây nó có một cái ngạnh, các bác kéo cái ngạnh này xuống là cái cạm nó sẽ mở ra như thế này. còn cái bàn đạp này và cái lẫy thì nó đã đi theo cạm, các bác đã biết. khi chúng ta vanh được cái cạm này ra thì là cái cái lưỡi này các bác sẽ cài vào cái bàn đạp này, đó. còn khi các bác vanh ra rồi như thế này để đi muốn đi đánh được những cái con thú mình muốn đánh ấy, thì cái ngạnh sắt này các bác phải chuẩn bị một cái dây thép ly để các bác cột vào những cái cây cố định để khi mà con thú mình muốn đánh ấy nó nó mắc vào thì nó sẽ không tha cái cái cái, cái cạm của các bác đi. đây ví dụ luôn cho các bác xem này đây ví dụ như là cái kéo này của em này đây là cái chân của con chuột chẳng hạn khi các bác đánh thì nó nhẫm vào cái bàn đạp này là cái cạm ngay lập tức nó sẽ sập xuống và nó kẹp chặt vào cái kéo đấy khi nó kẹp như thế này thì là lôi ra là rất chi là khó bởi vì cái cạm này nó lặng khi cái độ kẹp vào rồi của nó là nó rất chi là lặng để khi mà các con chuột hay con cỏ các bác đánh ấy, nó sẽ không giật được ra <laughs> Còn khi các bác mua hàng ở bên em ấy thì bên bên em sẽ đóng cái cạn này thành một cái kiện như thế này. Để đảm bảo khi vận chuyển cái cạn nó bị bị bẹp, bị méo để tránh đến cái tình trạng mà cái cạn nó bị méo nó đến tay sử dụng của các bác là các bác sẽ không hài lòng. Còn hình thức vận chuyển giao dịch bên em ấy thì bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện. Hàng đến thì các bác mở hàng ra kiểm tra, nếu hàng đúng chất lượng như bên em quảng cáo thì các bác thanh toán. Còn hàng bên em là nhập với số lượng rất chia là lớn Đâm ra là giá cả nó cũng mềm hơn so với thị trường Cái cạn 9cm này nhà em là đang bán là 8 000 đồng một chiếc nhé Còn nếu mà các bác mua trên 50 chiếc là bên em sẽ bao ship cho bác Còn các bác mà muốn tham khảo tất cả Đánh các loại con thú ý, Từ con chuột đồng con bé nhất này Đến những con thú như lợn rừng, lợn giết rồi Con cầy, con cáo chẳng hạn Thì các bác hãy điện và cái số điện thoại em để dưới cái tiêu đề ấy để được tư vấn đánh những cái con thú mà được hiệu quả nhất vâng em xin làm cái video ngắn kết thúc tại đây xin chào các bác